MC của các chương trình Hoa hậu nhận xét thế nào về Á hậu Quỳnh Châu? Vũ Mạnh Cường, MC của các chương trình Hoa hậu sẽ cùng Á hậu Quỳnh Châu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại đêm chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023, hoàn thành vai trò dẫn dắt hai đêm quan trọng tại Festival Biển 2023 tại Nha Trang. Vũ Mạnh Cường trở về thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận MC đêm chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cùng Á hậu chế Nguyễn Quỳnh Châu. Nam MC bày tỏ niềm hạnh phúc vì luôn được làm việc với lịch trình bận rộn. Nhận xét về người đồng hành cùng mình trong đêm chung khảo toàn quốc sắp tới, Vũ Mạnh Cường nói Á hậu một Miss Grand Việt Nam 2023 là người có quyết tâm cao, luôn có chí tiến thủ. Trước đó, tôi thấy Quỳnh Châu mang nét đẹp của một người mẫu, nhưng khi trở thành Á hậu, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Trau chuốt ngoại hình và thay đổi phong cách ngày càng tiệm cận với hình ảnh của một nữ hoàng sắc đẹp hơn. Cô ấy bản lĩnh và ngày càng tỏa sáng, Vũ Mạnh Cường khẳng định. Nam Mắc Ca cho biết, cả hai từng nhiều lần làm việc chung nhưng nàng hậu làm MC chương trình còn anh chàng ở vai trò giám khảo khách mời. Khi Quỳnh Châu chinh chiến tại Miss Grand Việt Nam 2023, Vũ Mạnh Cường nhiều lần động viên và cho rằng đàn em là một ứng cử viên sáng giá với chiếc vương miện. Trả lời cho câu hỏi điều gì sẽ khiến Miss World Việt Nam 2023 ghi dấu ấn mới trong lòng công chúng? Vũ Mạnh Cường khẳng định tin vào tầm nhìn của bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung sẽ tạo nên sự đặc biệt cho sự kiện. Chị Phạm Kim Dung luôn nói rằng nhân tố chính không phải là có ca sĩ nước ngoài hay nghệ sĩ nổi tiếng. Chất lượng thí sinh mới là nhân tố quan trọng nhất giúp cuộc thi thành công. Tôi thấy đó là một hướng đi đúng đắn để đấu trường nhan sắc này tiếp tục tạo dấu ấn trong năm nay, Vũ Mạnh Cường bộc bạch. Sau nhiều lần cầm trịch các đấu trường nhan sắc, Nam MC tự tin bản thân vẫn giữ nguyên tinh thần của sự sáng tạo, tươi mới khi dẫn dắt Miss World Việt Nam năm nay. Với anh, mỗi lần được dẫn các chương trình Hoa hậu là mỗi lần cảm thấy nôn nao, háo hức với kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới, hiện đại và thích hợp nhất đến góp phần tạo nên sự thành công của chương trình.